Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin do Việt Long và Mạc Lâm trình bày. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Phạm Bình Minh cho rằng, báo cáo nhân quyền của Việt Nam tại Geneva hôm thứ Sáu vừa qua được nhiều nước đánh giá cao, và diễn đàn này là cơ hội cho Việt Nam phổ biến thông tin về nhân quyền trong nước ra với quốc tế. Trả lời cuộc phỏng vấn của báo Vietnamnet, trưởng đoàn đại biểu Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho rằng, các nước đang phát triển hài lòng về bản báo cáo và muốn chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Về những điều phát biểu của các quốc gia phát triển, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam cho rằng nhận thức về nhân quyền ở những nước này khác với quan điểm nhân quyền của những nước đang phát triển. Điều này đưa đến sự đánh giá về tiến bộ nhân quyền ở Việt Nam khác với những sự đánh giá của các nước đang phát triển. Bản tin của hãng thông tấn Reuters hôm thứ Sáu cho biết, Việt Nam nhìn nhận một số việc làm thiếu sót trong lĩnh vực nhân quyền của một số viên chức chính quyền. Tuy nhiên, Việt Nam bác bỏ sự lên án của các tổ chức nhân quyền và tổ chức người Việt hải ngoại rằng Việt Nam đàn áp tự do báo chí, tự do tôn giáo, cấm cản việc truy cập Internet tại Việt Nam. Trong phần thời sự ngày hôm nay có bài liên quan đến diễn đàn nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva hôm thứ Sáu tuần qua. Mong quý vị đón nghe. 30 xe cứu thương mới để chống dịch cúm A được Bộ Y tế Việt Nam phân phối cho các bệnh viện miền Bắc ngày hôm nay. 22 xe còn lại trong kế hoạch này sẽ được phân phối cho khu vực phía Nam trong thời gian tới. Những xe này do công ty cổ phần ô tô Hyundai Việt Nam nhập khẩu, có đủ tính năng kỹ thuật cơ khí và y khoa để đáp ứng nhu cầu vận chuyển khẩn cấp của những bệnh nhân cần cấp cứu. Còn 6 người trong số 14 người bị bắt cóc sang Lào vẫn chưa được thả về. Trưởng Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh loan tin này với báo Lao động của Việt Nam hôm thứ Bảy. Thượng tá Lê Xuân Trinh cho biết, 14 người dân làm rừng bị dí súng bắt sang Lào từ hôm 30 tháng 4. Hai người chạy thoát, một người bỏ trốn, 6 người được bọn bắt cóc thả về để đem tới số tiền chuộc 140 triệu đồng. Nhưng khi họ đem tiền tới thì bọn gian đã chuyển người đi chỗ khác. Chỉ còn thấy mảnh giấy ghi chỗ di chuyển của nạn nhân để lại. Những người này báo công an, và sau đó công an đã cho trinh sát sang Lào tìm bọn bắt cóc. Trước đó trong một vụ khác, hai cô gái Việt Nam 16 và 17 tuổi được Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh giải cứu vào hôm thứ Bảy, sau khi họ bị mua sang Viên Chăn để bán hàng, nhưng bị ngược đãi thậm tệ. Hai cô gái này là người Nghi Xuân và Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 10.000 người biểu tình phe áo đỏ tập trung tại Bangkok hôm Chủ nhật dưới cơn mưa tầm tã, trong một cuộc phản đối chống chính phủ lớn nhất kể từ khi quân đội giải tán biểu tình cách đây một tháng. Phe áo đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Shinawat từng phá hỏng hội nghị thượng đỉnh ASEAN cộng 3 tại Pattaya hôm 11 tháng trước. Suốt hai ngày sau đó, những người biểu tình đụng độ với quân đội khiến hai người chết, hơn 100 người bị thương. Họ phải tự giải tán khi quân đội dọa sẽ tiến vào bắt hết. Đoàn biểu tình áo đỏ hôm Chủ nhật lớn tiếng hoan hô một vài lãnh tụ của họ mới được chính phủ Bangkok cho tự do tạm với tiền bảo lãnh. Lệnh giới nghiêm được bãi bỏ từ hôm 24, nhưng quân đội vẫn bố trí trong thủ đô Bangkok để phòng chống đối đưa đến bạo loạn. Tại Sri Lanka, một bác sĩ của chính phủ cho hay đạn pháo binh của quân đội đã giết ít nhất 380 thường dân và khiến hàng ngàn người khác phải chạy lánh nạn chiến sự. Người y sĩ này cũng cho biết là có ít nhất hơn 1.000 thường dân trong ngày mà ông mô tả là đẫm máu nhất từng được thấy trong cuộc chiến. Bác sĩ Samuel Gararizak nói thêm, có thể có thêm nhiều người chết nữa nhưng bị để lại hay chôn tại chỗ trong trận pháo mà quân đội bắn để cản đường rút quân của quân đội nổi dậy Hổ Tamin. Quân nổi dậy tố giác quân đội chính phủ đã giết hại 2.000 thường dân trong trận chiến này. Không xác minh được con số thương vong vì chính phủ Colombo đuổi hết phóng viên quốc tế ra khỏi vùng giao tranh.